Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với chương trình Thông Thả Học Tiếng Quảng Đông để đi du lịch Hồng Kông. Mình tên Kiều Trang hay là Yuki cũng được. Hôm nay thì mình tiếp tục chia sẻ chủ đề tiếp theo. Thì cái chủ đề hôm nay đó là mình tiếp tục cung cấp những viên gạch, củng cố những viên gạch cho quý anh chị các bạn để xây dựng ngôi nhà tiếng Quảng Đông của mình ha, ngày càng đẹp, ha, ngày càng phong phú. Chúng ta bắt đầu. Số 1, chủ. Chủ có nghĩa là tảo, có nghĩa là sớm, có nghĩa là buổi sáng. Rồi, tiếp tục số 2, chủ sành. Chủ sành có nghĩa là chào buổi sáng. Chủ sành có nghĩa là chào buổi sáng. Ha, khi chúng ta gặp nhau vào buổi sáng thì chúng ta chào hỏi là chủ sành, chủ sành. Thì đôi khi có những người người ta đơn giản, người ta nói chủ, chủ thì cũng có nghĩa là chủ sành, cũng có nghĩa là chào buổi sáng, hay không dạng? Rồi tiếp tục số 3, chủ sờn. Chủ sờn có nghĩa là buổi sáng. Chủ sờn có nghĩa là buổi sáng. Rồi tiếp tục, bây giờ bữa ăn sáng sẽ là chủ chán. Chủ chán thì chán là bữa ăn. Còn chán có sự giấm ha, không đọc sán, không đọc tán, không đọc thán và cũng không đọc chán mà là chán, chán, chủ, chán, có nghĩa là bữa ăn sáng. Rồi tiếp tục, số 5, chủ chí. Chủ chí thì chủ là sớm, chí là biết, chủ chí là sớm biết trước ha. Chủ chí là sớm biết trước. Chủ chí mụ hắc dí, có nghĩa là nếu mà biết trước thì khỏi phải đi ăn xin rồi ha. Rồi tiếp tục, chủ tiệm. Chủ tiệm là điểm tâm hay còn có nghĩa khác là sớm một chút. Thì chủ là sớm ha, chủ là sớm. Tiệm có nghĩa là điểm ha. Thì chủ tiệm có nghĩa là sớm một chút, nó đồng nghĩa với lại chủ tí. Chủ tiệm còn có nghĩa là điểm tâm, không dạng? Chủ tiệm có nghĩa là điểm tâm. Ngoài ra còn có nghĩa là sớm một chút, chủ tí. Rồi tiếp tục, bây giờ dậy sớm sẽ là chủ hỷ. Chủ là sớm, hỷ sánh là thức dậy. Chủ hỷ là dậy sớm, chủ hỷ là dậy sớm. Rồi tiếp tục, gần đây. Gần đây sẽ là người Quảng Đông, người Hồng Kông nói như thế này, chủ phài. Chủ phài có nghĩa là gần đây, đồng nghĩa với lại chơi cành. Rồi tiếp tục, sớm ngày như thế nào đó ha, sớm ngày như thế nào đó. Chủ dạch ha, chủ dạch, chủ là sớm, dạch là ngày, chủ dạch là sớm ngày. Mình thí dụ là chủ dạch hón phục. Chủ dạch hón phục có nghĩa là sớm ngày khỏe lại, ai đó bệnh thì mình chúc người ta chủ dạch hón phục, chủ dạch hón phục, sớm ngày khỏe lại. Rồi tiếp tục, bây giờ khi mà chúng ta chúc ngủ ngon, chúc ai đó ngủ ngon thì thông thường chúng ta chúc là chủ thẩu, chủ thẩu. Ngoài cái chúc trang trọng là mạnh ón ra thì thông thường người Hồng Kông trước khi đi ngủ thì người ta chúc là chủ thẩu. Tiếp tục, bây giờ từ vựng chủ khì. Chủ khì thì chủ là sớm phải không nào? Khì là một cái thời kỳ. Thì chủ khì có nghĩa là lúc đầu ha, lúc ban đầu, lúc đầu, người ta gọi là chủ khì. Rồi bây giờ tiếp tục, chủ dị. Chủ dị, chủ dị có nghĩa là sớm đã hay là đã lâu. Chủ dị như thế nào đó ha. Chủ dị có nghĩa là sớm đã hay là đã lâu. Chủ là sớm, dị là đã. Chủ dị là sớm đã như thế nào đó hay còn có nghĩa là đã lâu. Mình thí dụ sớm đã quyết định. Sớm đã quyết định thì sẽ là chủ dị quyết định. Chủ dị quyết định có nghĩa là sớm đã quyết định. Thí dụ như sớm đã dự bị. Sớm đã dự bị thì chúng ta nói là chủ dị dự bị. Chủ dị dự bị. Dự bị là dự bị. Chủ dị dự bị có nghĩa là sớm đã dự bị.
Rồi tiếp tục bây giờ chủ gì nữa nè? Chủ gì chạp quan? Chủ gì chạp quan có nghĩa là sớm đã có thói quen. Chủ gì chạp quan có nghĩa là sớm đã có thói quen. Chạp quan có nghĩa là thói quen. Chủ gì chạp quan có nghĩa là sớm đã có thói quen. Rồi thí dụ như là chúng ta muốn nói sớm đã biết thì chúng ta nói là chủ dị chí tu. Chủ dị chí tu thì chủ dị chí tu có nghĩa là sớm đã biết, chí tu là biết. Chủ dị chí tu có nghĩa là sớm đã biết. Rồi bây giờ là sớm tối thì có nghĩa là chủ mạn. Chủ mạn, chủ là sớm, mạn là tối. Chủ mạn có nghĩa là sớm tối. Ngoài ra chủ mạn còn có nghĩa là sớm muộn ha, sớm muộn. Chỉ chủ có nghĩa là sớm muộn. Chủ mạn cũng có nghĩa là sớm muộn. Rồi tiếp tục bây giờ về sớm nè. Chủ thôi. Chủ thôi có nghĩa là về sớm ha. À, đi làm thì đi làm trễ, về thì về sớm. Xì tu chủ thôi, xì tu chủ thôi thì chủ thôi là về sớm. Rồi tiếp tục khi mà một ai đó sinh non các bạn, sinh non ha, sinh chưa đủ ngày tháng thì người Hồng Kông gọi là chủ chản. Chủ chản thì có chản có xì giấm ha. Chủ là sớm, chản có nghĩa là sinh sản thì chủ chản là sinh non ha, sinh sớm hơn cái ngày đứa bé ra đời thì là chủ chản. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại những từ có liên quan tới sớm hay là buổi sáng nè. Số 1, chủ. Chủ sớm, buổi sáng. Số 2, chủ sành. Chủ sành, chào buổi sáng. Số 3, chủ sờn. Chủ sờn, buổi sáng. Số 4, chủ chán. Chủ chán, bữa ăn sáng. Số 5, chủ chí. Chủ chí, sớm biết trước. Chủ tiệm. Chủ tiệm, điểm tâm. Chủ tiệm, sớm một chút. Số 7, chủ hỷ. Chủ hỷ, dậy sớm. Số 8, chủ phài. Chủ phài, gần đây. Số 9, chủ dạch. Chủ dạch, sớm ngày như thế nào đó. Chủ dạch hón phục. Chủ dạch hón phục, sớm ngày khỏe lại. Số 11, chủ thẩu. Chủ thẩu, ngủ ngon. Số 12, chủ khì. Chủ khì, lúc đầu, lúc ban đầu. Số 13, chủ dị. Chủ dị, sớm đã hay là đã lâu. Số 14, chủ dị quyết định. Chủ dị quyết định, sớm đã quyết định. Số 15, chủ dị dự bị. Chủ dị dự bị, sớm đã dự định. Số 16, chủ dị chạp quan. Chủ dị chạp quan, sớm đã có thói quen. Số 17, chủ dị chí tu. Chủ dị chí tu, sớm đã biết. Số 18, chủ mạn. Chủ mạn, sớm tối hay là có nghĩa khác sớm muộn. Số 19, chủ thôi. Chủ thôi, về sớm. Số 20, chủ chản. Chủ chản, sinh non. Rồi tiếp tục bây giờ từ vựng cỏ. Cỏ có nghĩa là trái hay là quả. Tiếp tục quả nhiên thì sẽ là cỏ dìn. Cỏ dìn là quả nhiên. Cỏ là quả, dìn là nhiên. Cỏ dìn có nghĩa là quả nhiên. Từ vựng cỏ chấp. Cỏ chấp, cỏ là quả hay là trái.
chấp, chấp là cái nước ha, cỏ chấp là nước trái cây, cỏ chấp là một cái nước gì đó, nước trái cây, cỏ chấp. Rồi, tiếp tục, cỏ trơn. Cỏ trơn có nghĩa là mứt trái cây. Cỏ trơn có nghĩa là mứt trái cây. Rồi bây giờ kết quả sẽ là, kết quả thì sẽ là kịt cỏ thì cỏ là quả, kịt là kết, kịt cỏ là kết quả. Rồi từ vựng. Bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại những cái từ có liên quan tới cỏ nè. Cỏ có nghĩa là trái hay là quả ha. Cỏ là trái hay là quả. Số 22, cỏ dìn, quả nhiên. Số 23, cỏ chấp, nước trái cây. Số 24, cỏ trơn, mứt trái cây. Số 25, kịt cỏ, kết quả. Rồi, bây giờ những từ có liên quan tới bổn là bản. Ngoài ra nó còn có nghĩa là cái vốn ha, cái vốn làm ăn, còn gọi là bổn. Rồi, bây giờ bản thân thì sẽ là bổn sánh. Thì bổn là bản, sánh là thân, bổn sánh là bản thân ha, bổn sánh là bản thân. Rồi bây giờ bổn lòi có nghĩa là vốn dĩ hay là vốn là ha, bổn lòi có nghĩa là vốn dĩ hay là vốn là. Rồi bây giờ bổn dành có nghĩa là chính mình ha, bổn dành có nghĩa là chính mình. Bổn là bản, dành là nhân ha, thì bổn dành có nghĩa là chính bản thân mình hay là chính mình. Bổn dành là chính mình, là chỉ kỹ. Rồi bây giờ bổn gì nữa, bổn xứ có nghĩa là cuốn sách ha, bổn xứ có nghĩa là cuốn sách. Thì xứ là sách, thì lượng từ của nó là bổn có nghĩa là cuốn ha. Bổn xứ có nghĩa là cuốn sách. Cấm bổn bổ sẽ là cuốn tập ha, bổn xứ là cuốn sách, bổn bổ là cuốn tập. Rồi bây giờ bổn gì nữa nè, bổn cúng xí có nghĩa là công ty chúng tôi. Bổn có nghĩa là bản ha, cúng xí là công ty, bổn cúng xí có nghĩa là công ty chúng tôi. Rồi bây giờ bổn thủ có nghĩa là bản thổ ha, bổn thủ có nghĩa là bản thổ hay là bản địa cũng được. Rồi bây giờ bổn gì nữa, Lệ Chánh hay dạo bổn xì, chứ là bạn thật là giỏi. Thì bổn xì có nghĩa là lát, có nghĩa là giỏi. Bổn xì đồng nghĩa với lại lát, có nghĩa là giỏi. Bổn xì, lì hữu dậu bổn xì có nghĩa là bạn rất là giỏi. Rồi tiếp tục, bây giờ bản chất thì người Hồng Kông nói là bổn chất. Bổn có nghĩa là bản, chất có nghĩa là chất, bổn chất là bản chất. Rất là dễ phải không nào? Rồi bây giờ bổn phận. Bổn phận thì nói như thế nào? Bổn phận thì sẽ là bổn phận. Thì bổn là bản, phận là phần. Bổn phận là bổn phận. Rồi bây giờ tới bổn gì nữa nè? Tới bổn tỳ. Có nghĩa là bản địa, bổn tỳ hay là bổn thủ đều có nghĩa là bản địa. Rồi bây giờ tới bản tính. Bản tính thì người Hồng Kông nói là bổn sinh. Bổn sinh thì sinh có nghĩa là tính ha. Bổn sinh có nghĩa là bản tính. Bản tính hiền dữ ha. Bổn sinh là bản tính. Thì trong dân gian người ta có câu là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Thì bản tính khó dời chúng ta nói là bổn sinh làm gì. Thì bổn sinh có nghĩa là bản tính ha. Gì là gì, tùng là di động phải không nào. Thì
Làn có nghĩa là khó. Bổn sinh, làn gì có nghĩa là bản tính. Khó dời có nghĩa là bản tính khó thay đổi. Rồi bây giờ bản năng. Bản năng sẽ là bổn năng. Bổn năng thì bổn là bản, năng là năng, bổn năng là bản năng. Rồi bây giờ bổn gì nữa là bổn trình. Bổn trình thì bổn trình có nghĩa là tiền vốn ha, bổn trình. Khi mà chúng ta làm ăn thì chúng ta cần phải có tiền vốn, thì tiền vốn tiếng Quảng Đông người Hồng Kông gọi là bổn trình ha. Chúng ta nói chúng ta không có tiền vốn thì sẽ là ngọ mụ bổn trình ha, muốn làm ăn mà không có tiền vốn, ngọ mụ bổn trình, tôi không có tiền vốn thì khỏi làm ăn phải không nào. Rồi chúng ta cùng nhau đọc lại những từ có liên quan tới bổn nè. Số 26, bổn, bổn, bản hay là vốn. Số 27, bổn sánh, bổn sánh, bản thân. Số 28, bổn lòi, bổn lòi, vốn dĩ, vốn là. Số 29, bổn dành, chính mình. Số 30, bổn xứ, bổn xứ, cuốn sách. Số 31, bổn cuốn xí, bổn cuốn xí, công ty chúng tôi. Số 32, bổn thủ, bản thổ, bản địa. Số 33, bổn xì, giỏi. Số 34, bổn trách, bản chất. Số 35, bổn phần, bổn phận. Số 36, bổn tì, bản địa. Số 37, bổn sinh, bản tính. Số 38, bổn sinh làn gì, bổn sinh làn gì, bản tính khó dời. Số 39, bổn năng, bản năng. Số 40, bổn trình, tiền vốn. Rồi, bây giờ tiếp tục. Sở y tế thì tiếng Quảng Đông gọi là quầy sắn chữ. Quầy sắn chữ thì có chữ, có sự giấm, không đọc sự, không đọc tự, không đọc thự, và cũng chẳng đọc chữ mà là chữ, chữ, quầy sắn chữ, sở y tế. Tiếp tục đưa ra, sở y tế đưa ra gì nè, đưa ra là phát chút, phát chút, có chút cũng có sự giấm ha, phát chút là đưa ra gì, chỉ dặn là hướng dẫn, chỉ dặn là hướng dẫn, hướng dẫn như thế nào. Bệnh tiểu đường, bệnh tiểu đường thì tiếng Quảng Đông người Hồng Kông gọi là thòn liều bàn. Thòn liều bàn thì bàn là bệnh, thòn liều là tiểu đường, thòn liều bàn là bệnh tiểu đường. Rồi còn bệnh gì nữa, huyết áp cao, huyết áp cao thì người Hồng Kông gọi là cú huyệt ngạt, cú huyệt ngạt thì cú là cao, huyệt ngạt là huyết áp, cú huyệt ngạt có nghĩa là huyết áp cao. Rồi từ vựng mỡ trong máu, mỡ trong máu thì sẽ là tạm cu sần, tạm cu sần, tạm cu sần có nghĩa là mỡ trong máu. Rồi bây giờ người ha, người thì ngoài dành ra thì dành xì cũng là người ha, dành là người, dành xì cũng là người. Như thế nào nữa, từ vựng không thích hợp, không thích hợp thì người Hồng Kông gọi là bách gì. Thì bách gì dùng để viết nhiều hơn, bách gì ha, bách gì là không thích hợp, đồng nghĩa với lại là xích hợp. Thì khi mà chúng ta nói thì chúng ta thường nói là xích hợp, xích hợp là không thích hợp, đồng nghĩa với lại là bách gì. Rồi tiếp tục, bây giờ tiêm chủng sẽ là chip chung, chip chung là tiêm chủng, chip chung, chip chung là tiêm chủng. Rồi COVID-19 thì rất là quen thuộc rồi, sánh
cuốn phầy dìm. Sánh cuốn phầy dìm có nghĩa là COVID-19. Vaccine sẽ là dịch mèo. Rồi thì bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại. Số 41, quầy sáng chữ, quầy sáng chữ, sở y tế. Số 42, phát xuất, đưa ra. Số 43, chỉ dặn, hướng dẫn. Thòn liều bàn, bệnh tiểu đường. Cú huyệt ngạt, huyết áp cao. Tạm cô sần, mỡ trong máu. Số 47, dành xì, người. Số 48, bách gì, không thích hợp. Số 49, xích hợp, không thích hợp. Số 50, chịp trùng, tiêm chủng. Số 51, sánh cuốn phầy dìm, COVID-19. Và sau cùng, số 52, dịch mèo là thuốc vaccine. Rồi, thì đó là toàn bộ nội dung của bài chia sẻ hôm nay của mình. Thì mình hy vọng là quý anh chị các bạn cũng thích nó. Và quý anh chị các bạn nhớ rèn luyện ha. Những cái từ vựng này thì cũng rất là bổ ích cho quý anh chị và các bạn trong cái cách nói tiếng Quảng Đông của mình ha. Mình xin dừng ở đây và luôn chúc cho quý anh chị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Trân trọng và hẹn gặp lại. Tối chào tại cá sấu thảy. Choi Kim.